À, tất cả những người niệm phật chúng ta quý vị nhớ câu này nghe quý vị à, có nghĩa là trong cuộc đời chúng ta à, có thể à, tạo ra những thứ trong cuộc đời này có tất cả và có thể mất tất cả nhưng có một thứ mà à, chúng ta nhất định phải giữ tuyệt đối không bỏ đó là câu phật hiệu nha À, có khi à, mình có được tất cả những thứ trong cuộc đời này nhưng đó là sự khổ đau và chói buộc và chúng ta có thể có tất cả nhưng nó sẽ lấy lại tất cả nhưng có một thứ mà không ai lấy được nếu như chúng ta biết gìn giữ đó là tâm nhớ Phật niệm Phật khi trong tâm còn có Phật hiệu thì bị nhớ là chúng ta sẽ có tất cả còn nếu như câu Phật hiệu đã mất rồi dù tất cả những thứ thế gian này có đi chăng cuối cùng chúng ta vẫn không dùng được nên câu vật hiệu này phải nắm cho thật là chắc nhớ nắm chắc câu vật hiệu này nên nếu vị biết rằng là rất nhiều người gặp phật pháp nhưng cũng rất nhiều người không có một phương pháp tu chúng ta nói đây không có phương pháp tu có nghĩa là không áp dụng được để tu tập còn phương pháp tu mà chúng ta nói đây đó là áp dụng được chúng ta áp dụng được chúng ta khuyên người được chúng ta dạy cho người thân mình được và mỗi người đều áp dụng được Đây gọi là phương pháp tu Rất nhiều người Không có phương pháp tu Dù là gặp Phật Pháp Thời gian rất lâu Mười năm mười mấy năm Vẫn không có một phương pháp tu Vì sao vậy biết không Vì họ không muốn dụng công tu Họ quá nhiều việc Họ không muốn dụng công tu nên họ không tìm ra một cách tu Cho bản thân họ Và cho mọi người Chúng ta rất may mắn là Chúng ta có một phương pháp tu Và phương pháp tu này chúng ta nên mở rộng ra Hướng dẫn nhiều người Để họ có phương pháp tu Như chúng ta Cũng như bây giờ mỗi ngày chúng ta Được lên tờ khóa tu này quý vị Đúng không? Mình được lên từ khóa tu này mình thấy an lạc rõ ràng Thì coi Cả đêm hôm không ngủ Như vậy mà chỉ có lễ Phật tỉnh Đây là một trăm Lễ Phật xong rất tỉnh nghe quý vị à. Khi quý vị tu an lạc rồi Nhớ nhớ chỗ này để ý nè Ăn ngon mà ăn ít Ngủ ít mà ngủ ngon Ngộ ghê Ăn ngon mà ăn ít ngủ ít mà ngủ ngon, cái này mới lạ nè quý vị, anh từ nơi đó. Còn khi mà chúng ta không có một khu pháp tu để an lạc tâm, nó ăn ngon mà nó ăn rất nhiều, ăn nhiều thì nó nó mệt chứ sao? Nó, nó ngủ mà nó ngủ sai, sai là mê quý vị, sai mê, thấy chưa? Nên nó cái phương pháp tu nó rất là hay quý vị rất là đặc biệt luôn Đó. nên có một cái cô mà ở trên đà lạt có nói là cô gặp phật pháp mà không có một phương pháp tu có một sư cô tặng cô một quyển kinh địa tạng khuyên cô viết kinh để cầu nguyện đi thì cô viết quyển kinh địa tạng cô cầu nguyện phật với bồ tát gia hội cho con gặp được một phương pháp tu thì cô viết hết quyển kinh xong cô cầu nguyện vậy thì đêm nọ cô nằm ngủ thì cô nghe cái tiếng niệm phật vang cả trời đất thì hôm sau gì đó, cô lướt 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 trên mạng cô thấy những buổi chia sẻ của mình và niệm phật lễ phật từ đó về sau cô nghe và cô áp dụng của tu luôn quý vị nhớ là phật không bao giờ phụ người có lòng chỉ cần chúng ta có một tâm quyết và chúng ta muốn tu hành thì nhất định Phật Bồ Tát sẽ dẫn dắt chúng ta. Nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta. Vì nhớ nghe. Nên một phương pháp tu cực kỳ quan trọng. Bây giờ chúng ta tại gia đình mình áp dụng mình tu nè. Bây giờ mỗi người chúng ta nên cảm nhận. Nên cảm nhận. Quý vị cảm nhận rằng là Hiện tại tại gia đình mình có tờ khóa tu. Và quý vị, vị mỗi ngày tu tập như vậy, những đức tin chắc bản thân những đức và quý vị. Chúng ta cảm giác rằng mình có cơ hội giảng sạch. Mình có cơ hội giảng sanh. Xin thưa quý vị, vị là lúc trước bản thân những đức làm rất nhiều việc, nhưng những đức cảm giác rằng cái cơ hội giảng sanh của những đức những đức không dám nói. Tại vì mình đã hướng dẫn ta tu sao dám nói. Mà thật sự nó rất xa tầm tay mình Vì những đứa biết rằng Niệm Phật, Phật mới tiếp dẫn Mà mình thì Hình như mỗi ngày nó lao theo công việc thôi Cũng tiện đó Nhưng mà không dụng công niệm Phật Nên cảm giác rằng Đối với cái chuyện giảng sanh nó rất xa Rất xa mình quý vị à. Bây giờ mỗi ngày nè Được dụng công tu mới cảm thấy rằng Có đường giảng sanh mới cảm thấy Đến gần với mình Nên mỗi một người chúng ta Quý vị tại gia đình mà dụng công tu gì Hoặc gũ chị em để tu Đó Quý vị cảm giác ràng phải rõ ràng Nếu như mình dụng công tu mình cảm giác là Mình có cơ hội giảng sanh Tự nhiên trong lòng mình thấy mình Có cơ hội giảng sanh Và quý vị giảm tối đa cái việc Hơn thua đấu đa Thí dụ như giờ đi Quý cô đi Ví dụ như cô tư đồ đi Bé tư đồ đi Thấy không Thời điểm này mình ít đến chỗ đông người Mấy cô thấy rõ ràng mình dụng công tu nhiều mà mình đỡ tối đa vì cái việc dành chỗ ngồi thấy chưa đây là cái mà không đừng, đừng có mắc cỡ nghe đừng có mắc cỡ nghĩa là đây là cái mà mình cũng là nghĩa khí lắm nghĩa là chiếm chỗ ngồi tặng cho nhiều người thì cũng nghĩa khí lắm nhưng mà nó không bằng là tại nhà mình mà mình đi vật được người niệm vật giáng sanh mà nói tới mắc cỡ là chịu thua thấy không? gì đâu mắc cỡ nên từ nữa đó mà nhưng đức nói là cái người niệm vật giảng sanh mình là mặt chai mày đá quý vị phải là mẫu mực mặt chai mày đá cho người ta thấy chứ gì đó mà cũng mất cỡ nên thôi chịu thua phải tư ơi Thấy không <laughs> nó và đại diện thôi chứ nhiều người lắm chứ đâu phải mình ba đâu mà, mà mất cỡ, không nên từ nơi đó mà ý nhớ giảm <laughs> tối đa về cái việc đụng chạm mà được thời gian dụng công tu nhiều như những đứa thấy mà ở ở bình định mà nhóm Quảng tâm rồi này kia đồng sáng là những đứa thấy mấy 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 cô này đâu mà tập trung lại nhà tu rồi ngày nào cũng cũng cái chục người nghe hay ừ. cố gắng Cố gắng nghe Đừng bao giờ đợi khi mình chết đi Người ta tu hồi hướng cho mình Đó. Vì nha bây giờ Mình biết niệm Phật Mình có uống pháp tu Rồi bây giờ mình phải Có cách Biết cách để giúp được Những người mà tu trong gia đạo mình Thăng bằng quyến thuộc mình Hỏi ít tu quá Chỉ nhớ là Đa phần con người khi chết đi trong 49 ngày Họ đều bị dính thăng trung âm Trong 49 ngày Đều là dính thăng trung âm Còn gọi là cô hồn nữa vì Vất vơ vất vững Phương pháp nào Trong 49 ngày Mà cầu siêu làm phước đức lợi ích Cho người đã chết Vì nhớ rằng trong 49 ngày này họ rất đau khổ. Vợ hay chồng hay con, ông bà cha mẹ gì đó. Nếu như không tính nguyện niệm Phật giảng sanh thì đa phần đều trong 49 ngày này thăng chúng ấm vất vơ vất vượng. Và mỗi từng thắt có nghĩa là bảy tầng thắt quý vị thì mỗi từng thắt là nó biến dạng sanh tử. Mà đây cũng là một cái khổ đau vô cùng khi biến dạng sanh tử. Biến dạng có nghĩa là nghiệp chướng của mình nó biến dạng nhiều dạng sanh tử trong mỗi tầng mà bảy tầng thắt đó đó. Có nhiều gia đình thì ví dụ như tới tầng thắt à, đại ăn u hay là tụng hồi kinh gì đó. Tới tầng thắt làm sơ sơ vậy đó. Mà còn nhiều gia đình còn còn làm đồ mặn nữa. Hiểu không? Thật sự mà nói thì Có làm đỡ không có làm gì thì Làm sao mà cho Người thăng mình Mắc trong 49 ngày thăng chung ấm này Được lợi ích siêu thoát Làm sao Mỗi ngày Thăng bằng quyến thuộc Mỗi ngày phải tu nhân tích đức Hồi hướng trò Mà cái tu tập để hồi hướng cho họ lợi ích lớn nhất đó là tụng kinh niệm phật niệm phật là lợi ích lớn nhất vì sao vì ai cũng niệm được cái lợi ích lớn nhất là ai cũng niệm được nhớ nghe việc tụng kinh niệm phật là hồi hướng cầu siêu cho họ trong bốn chín ngày là lợi ích lớn nhất còn thí dụ như họ có tiền bạc vật chất thì việc này mình thay họ làm dùm Việc thiện nào cảm thấy phù hợp Cho gạo người nghèo khổ Hay mua máy niệm Phật Máy nghe Pháp tặng người ta Hay là những việc thiện gì đó Bố thí cúng dường đó. Thì mình làm thêm lợi cho mình Người còn sống Lợi cho người đã chết Hai bên đều được sự lợi ích rất lớn Hai bên đều được sự lợi ích rất là lớn Nhưng mà chung quy là tụng kinh niệm Phật hồi hướng là lợi ích lớn nhất nhưng phải mỗi ngày mỗi ngày bây giờ chúng ta có cái rung này nè ông bà cha mẹ người thân mình mắc trong 49 ngày quý vị hãy dành thời gian năm sáu thờ lên lễ Phật lễ Phật xong trực diện hồi hướng cho họ luôn có nghĩa là có tờ giấy để trước mặt công phu xong hồi hướng xong chúng ta chấp tay lên nguyện hồi hướng trực diện cho họ luôn trong 49 ngày này mỗi ngày Nếu như quý vị rủ được Người thân con cháu tập trung lại Để cùng công phu lễ Phật Niệm Phật lễ Phật này Để hồi hướng cho họ Trong 49 ngày này thì, thì lợi ích cực kỳ lớn Lợi ích cực kỳ lớn luôn Đấy không Đó Nên á, Án Tổ này nói Lợi ích lớn nhất là niệm Phật nên tội nghiệp cho người thân mình Trong 49 ngày mà khi họ chết đi lắm quý vị Có rất là nhiều người Khi còn sống chúng ta chia cho nhau cơm ăn áo bằng Thương yêu nhau giúp đỡ nhau Nhưng khi đã chết rồi thì đúng là Quá đau khổ Buồn tuổi vô cùng Họ thấy mình mình không thấy họ Quý vị biết có những người khi còn sống trong cuộc đời này tranh danh đoạt lợi tính toán so đó từng ly từng tí từng chút một tới già rồi gần chết rồi vẫn chưa buông xuống được nhưng cuối cùng buông quý vị Không buông thì cuối cùng cũng phải buông Đúng không cô bé Tư Không buông thì cuối cùng cũng phải buông thôi Phải buông thôi Đúng không, quý cô đó. Nên Minh Hiền đều phải buông thôi Nhất định phải buông thôi đó. Rồi Ông cụ và cụ đồng hiệp đều Bây giờ cuối cùng cũng phải buông thôi Không buông cũng phải buông Nên từ nơi đó mà nếu như một con người mà Có cái tâm niệm Phật sanh cực lạc Mà từ ly từng tí tính toán từng chút Vì sự nghiệp của cải Chùa cao Phật lớn Xin thưa quý vị Con đường giảng sanh này nó cực kỳ mù mờ Tại vì cái quân tập trong A Lại Gia Thức đó Nó quá dày Làm sao mà giảng sanh được Làm sao mà giảng sanh được quý vị Có những người 7-80 tuổi Mà bây giờ còn một ê một đốc Chưa giải quyết xong còn có những người thì sao vậy không? Cha mẹ tôi sống cả trăm tuổi, tôi mới có tám chín chục tuổi chưa đâu. Tôi tu nó thì còn sống thọ hơn họ nữa. Sao bị biết được? Đời này bị mới tu thôi, những đời trước bị có tu bằng họ đâu? Sao bị biết được đời này bị tu vì sống thọ hơn họ? Đừng có tính như vậy. Hãy lo cho ngày hôm nay gầy dựng cái tâm giải thoát đi. Có chừng tối đêm nay hay ngày mai chúng ta vô thường sẽ đến với mình Phật tử. Đừng đợi tuổi già mới niệm Phật Mồ quan lắm Kẻ tuổi còn sức Có nghĩa là rất nhiều người chết còn tuổi trẻ mà Đâu phải là già không đâu quý vị Đừng có nói là tuổi như những đức Hay bà bé tư Hay bà tệ thương Hay bà chẳng lâm Hay bà quỳnh châu Hay là nhiều bà ngồi trong đây Hay lục nguyễn lục bình gì đó Đừng có nói rằng là còn trẻ này không chết nghe chúng ta đều có thể chết đó quý vị à đều có thể chết đó. đừng có nói mà không chết đừng có nói là mai mất tôi lớn tuổi còn mai mấy chục năm nữa chưa chắc vì thấy có rất nhiều người già tuổi chết không đó nên chúng ta mỗi ngày phải dọn bớt cái tâm mà quá nhiều thứ phải bận tâm mà dính mắt nên nhiều người già lớn tuổi đây nè bây giờ lớn tuổi sáu chục tuổi bảy tám chục tuổi rồi nè mà bây giờ con cái chuyện mà con cháu dính đứa này dính đứa kia dính đứa nọ Lo đứa này lo đứa kia lo đứa nọ Cơn vô thường mà đến bất tử Là nó tức khắc nó biến dạng sanh tử trong lục đạo Đúng đó chờ người ta tu hồi hướng cho mình Nếu người mà con cháu được nghe như vậy Thì tu hồi hướng cho mình Qua 49 ngày May mắn mình được Sanh làm người Tiếp tục trong lục đạo lương hồi nữa Còn nếu như bây giờ mà nghe như vậy Mà lo niệm phật nhận thức cực kỳ sâu sắc lo niệm phật hai ông bà già nói với nhau rằng nếu ông đi trước thì ông niệm phật về cực lạc trước tôi hộ niệm cho ông còn tôi đi trước ông niệm phật đưa tiện tôi đi nghe ông tuyệt đối không được bám víu dính mắt nhau nghe không được lôi kéo nhau nghe không? vì nhìn có nhiều người già bà vợ chết rồi ông chồng mỗi ngày thắp nhang bới một chén cơm để Bà ở về ăn cơm bà ơi bà Cái món thịt kho tàu này bà thích ăn nhất Này bà ăn đi Mà gấp có ăn miếng nào không thấy chưa? Mà nhiều lắm Rất là nhiều luôn quý vị à Giống như Đức đã từng kể câu chuyện này. Bà cụ này bà vô chùa Bà tu Lúc mà ông chồng bà mắc Ngày nào bà với thằng con trai cũng kêu Ông ông ơi Về ăn cơm đi ông như vậy đó mà ổng ở đó và ổng ở phía sau hè cái cây. Cái cây ổng ở phía sau hè. Sau này khi bà đi lên chùa bà tu tập thì bị biết rằng là mỗi ngày bà hồi hướng cho ông thì ông báo mộng cho bà rằng từ khi tôi chết tới bây giờ ngày nào thằng con nó cũng kêu tôi về ăn cơm tôi dính mắt tôi ở phía sau hè cái cây có nhiều bữa nó đi làm nó không kêu thì tôi đói tôi đỡ Bà đi lên chùa và tu tập Nên tôi đi theo lên đó tôi tu Thấy chưa Nên từ nơi đó mà tại gia đình mình có ngôi tam bảo Nếu ông bà cha mẹ mình chết chưa siêu thoát Thì mỗi ngày mình tu mình hồi hướng cho họ Họ cũng lợi tu chung với mình Họ mà nghe được như vậy Một cái là họ nương bộ nguyện niệm Phật Được Phật a đà Tiếp dẫn dân sanh luôn Tại gia đình mình luôn mà cái bám víu nhất là ngay gia đình nên cái gia đình mà có ngôi tâm bảo là cái điều cực kỳ lợi ích lớn không phải dễ người trong nhà mình mà kêu họ lên chùa chưa chắc họ lên đâu phải có thời gian lắm tại họ dính mắt gia đình nên tại gia đình mà có ngôi tâm bảo mỗi ngày tu rất hay rất là hay còn có những lúc mình đủ duyên mình cũng ghé chùa có những lúc mình đủ duyên mình cũng ghé chùa hoặc là mình có thời gian còn nếu mình không có thời gian thì tại nhà mình có thời khóa tu mình tu tập điều này nó quá tốt quý vị chứ ai kêu mình bỏ chùa nhưng mà mỗi ngày mình có thời gian mình tu tập gì nó cực kỳ hay cho mình quân tập bây giờ ngày nào quý vị cũng đi chùa đi được không không quý vị nhớ cái rum này khi chưa có đố quý vị mà có những thời tu này đó đừng có nói mà giờ này mà gần tám chín trăm người tu không có chuyện này đâu quý vị à. Nó, cái sự lợi ích này không tưởng tượng được đâu Thật sự quá lợi ích Mà có cái râm này mà nếu không có những đức ngồi đây Cũng được bao nhiêu người tu Quý vị công nhận chỗ này không Tuy rằng là tu cho quý vị, vị đó Nhưng mà lạ thay nó phải có đầu kéo Mà đầu kéo nó phải có lực kìa Có duyên kìa nó Như một cái tổng đài mà có lực truyền truyền tải Thì mới vô đông nè Bây giờ thử đi mà những đức mục một ngày đó mà hai thời không lên tu mà bật cái cũ lên thôi nhiều bà ở đây mấy bà biết rồi trời bà đi từng chút luôn mà biết hết trơn sao hay ừ. nên đó. là bắt đầu có điện thoại với nhau rồi đó à, mà Chàng Lâm lâm bữa nay sao hình như thầy bật video cũ đó nghe ông đi đâu mất tiêu rồi nó video cũ cái gì đó quỳnh châu cái gì đó quen quen nhau và nhắn tin với điện thoại với nhau liền nha. À. ghê vậy đó nên bây giờ tôi cũng không chạy thoát bàn tay của mấy bà mấy bà cũng không chạy thoát bàn tay của tôi để câu thúc với nhau để về thế giới cực lạc nghe không nên bây giờ như đức không đi đâu được luôn dù là bây giờ như đức ở trên thành phố như quý vị không đi đâu được luôn thành phố là nơi thành thị đó không đi đâu luôn vì sao quý vị coi ngày năm thời này đi đâu đi đâu được đây nên từ nơi đó mà ở thành thị thì đâu được đây nên, tư từ nơi đó mà ở thành thị mà tu còn nhiều hơn thời gian trong chùa tại vì không có làm việc gì chỉ có tu thôi bây giờ mới cảm giác được niệm phật tuyệt vời nên quý vị nhớ tại gia đình có ngôi tam bảo đây là ngôi tam bảo tâm linh thù thắng nhất tại nhà quý vị phải đầu tư một cái lo gì đó một cái tivi nhỏ gì đó vì hãy cố gắng đầu tư đi còn quý vị sẽ thấy sự lợi cực kỳ lớn luôn nó không có bao nhiêu tiền đâu Đầu tư đi Không hiểu hỏi người ta Để trực tiếp luôn Nó cứ niệm Phật hoài Mà lúc nào cũng có người ta ngồi niệm Phật hết trơn quý vị ơi Để niệm Phật hoài luôn Thờ mình không tu Để thăng bằng quyến thuộc của quyền thất tổ hương linh Thai nhi Cảnh giới quỷ thần lỡ cùng tu Quý vị nên phát tâm chân thật đi Không có đầu tư bao nhiêu tiền đâu TV bây giờ quá rẻ Mua đại cái TV 2-3 triệu gì đó à thiếu tivi hai ba triệu cũng không biết nữa <laughs> Hiểu không nó, Rồi có một cái cục gì đó như Cái cục gì nó gắn vô cái tivi đó Nó phát trực tiếp luôn à, Hoặc là nó câu thông điện thoại hay sao đó Mà nó phát hoài Để hoài như như chỗ này là để hoài luôn nè quý vị Để hoài luôn Bây giờ thích lên đây lắm Lâu lâu lên đây ngồi chơi thích lắm Mà cái từ trường tôi tuyệt vời lắm Rõ ràng quý vị ơi Nó giống như Diệu Minh rồi có để trực tiếp làm sao sao? Thôi, hỏi ông chồng nghe, Ô, ông cho mất công. Cái gì phải hỏi người ta? Phải đồng vợ đồng chồng. Nhưng mà ai được nên để cố định. Hay dữ lắm mà tụi tình không người nói, người ta càng dữ lắm. Cảnh giới quỷ thần người ta rất càng. rồi củ quyền tất tổ ông bà mình lỡ đó mà tu. Vì biết rằng lỡ đó mà tu. Rồi bây giờ mình nghe gì người ta cũng được nghe đó quý vị à nó khổ lắm, cảnh giới quý thần người ta khổ hơn mình nhiều lần lắm. Nên người ta muốn giảng sanh hơn mình nữa. Nên từ nơi đó mà mình mà chỉ cần phát tâm niệm Phật là người ta mừng lắm, người ta quý mình lắm. Đó. Nên thờ tu xong mà nghe vậy vì ta có vườn pháp tu nè, chăng quý câu niệm Phật nè, thấy không? Rồi cái cách cầu siêu cho người thân 49 ngày này, thì nghe rõ ràng chứ đó. đó. là điều lợi ích rất là lớn. Nguyện tam bảo gia hộ quý vị. Có vật hiệu này, mọi người gặp được nắm cho chắc. Dù mất tất cả diệt thế gian Nhưng chỉ có một thứ mà giữ Đó là câu Phật hiệu Để chúng ta quyết chí Đời này về cực lạc gặp nhau nghe Chúc quý vị an lạc Ai với Đạo Phật Ai với đà Phật Ai với Đạo Phật Chúng ta gặp nhau cực lạc nghe Ai với Đạo Phật